Kính chào các bạn đang xem kênh Bonsai Đại Nghĩa nha Hôm nay mình làm trên Mai Con nhà mình Sẵn đây mình quay video gửi đến các bạn mới tập chơi Mai cho vui nha Còn các bạn đã biết chơi Mai rồi thì xin bỏ qua cho mình video này nhé Mình làm Mai Con có 4 thời điểm Thời điểm đầu tiên là mình gieo hạt Khoảng 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi Là đến thời điểm thứ hai Là thời điểm mình nhổ cây cây con ra sau đó mình trồng vào cái chậu nhỏ nhất, cái chậu nhựa. Rồi sau đó 5 tháng là đến thời điểm thứ ba là thời điểm mình uống rễ, tạo đế, uống thân. Lúc này mình uống cái đường cong đầu tiên của thân thôi, uống sơ bộ thôi. Rồi từ 7 cho đến 10 tháng sau là mình mới uống chi tiết cái thân. Hôm nay mình làm video từ thời điểm thứ 1 cho đến thời điểm thứ 3. Còn thời điểm thứ tư thì mình để video sau. Ở thời điểm đầu tiên, thời điểm gieo hạt, mình chọn hạt là chọn những cái cành ở ngoài cùng nhất, nó có nhiều ánh sáng hơn cho nên những cái hạt đó rất khỏe. Còn những cái hạt của những cái chùm quả mà nằm ở bên trong là những cái chùm quả yếu, mình không nên chọn. Như hai chùm này là mình không nên chọn. Mình lựa hạt to, chín đen, chắc hạt mình trộn 50% sơ dừa với lại 50% đất vào trong một cái chậu sau đó mình rưới nước đều lên rồi sau đó mình rải hạt đều lên rồi mình lấy cái bàn tay mình đè cho cái hạt nó lúc hết xuống dưới là được nhưng mà không có lúc quá sâu đâu vừa lúc khỏi cái mặt hạt là được rồi tầm khoảng 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi là cái cây nó lên được khoảng tầm từ 3 đến 4 phân thì mình nhổ nó ra rồi mang trồng nó vào cái chậu nhỏ nhất Mình trồng nghiêng thì sau này mình dễ tạo thế và thế nó sẽ đẹp hơn Ngỉnh cái rễ lên thế này hoặc là úp cái rễ xuống thì đẹp hơn Chứ ta đừng có đưa cái rễ nó vô trong hướng qua hướng sau trong kia Hoặc là cái rễ nó quay về hướng mình đang nhìn tới Ta cũng có thể lấy hai cây hoặc ba cây bó lại với nhau cột ngay chỗ cái gốc để cho hai cây hạt ba cây đó nó dính lại với nhau rồi ta mới trồng vào trong một cái chậu thì sau này hai be cây đó nó lên ta sẽ có nhiều sự lựa chọn để tạo thế hơn hai cái cây này là hai cái cây mình minh họa chứ còn cái thời điểm mà sau khi gieo hạt tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi là cái cây nó tầm 3 cm 4 cm nó nhỏ thôi chứ không to bằng hai cái cây này nha các bạn Tại vì cái thời điểm đó nó đã qua rồi mà cái hồi đó mình chưa có lập kênh. Mình mới lập kênh một tháng nay thôi. Bây giờ mình trồng nghiêng thì qua thời điểm thứ ba là mình dễ uống rễ, tạo đế hơn. Giờ mình làm thời điểm thứ ba trên những cái cây con này. Những cái cây con này mình gieo nó vào tháng 6 năm ngoái. Sau đó đến tháng 8 là mình nhổ lên, sau đó mình cột lại. Sau đó mình bỏ vào những cái bầu nhỏ như thế này. Rồi 5 tháng sau là bây giờ, hôm nay là ngày 29 tháng 1 âm lịch. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành làm thời điểm thứ ba nha. Giờ mình sang cái chậu nhỏ này sang cái chậu lớn hơn. Mình trộn một trấu với một sơ dừa với lại một đất. Tại vì đây mình trồng để ở nhà mình chơi cho nên là mình trộn với cái tỷ lệ này. Nếu các bạn trồng mà để bán á thì các bạn trộn khoảng 70 sơ dừa với 30 phần cháu để nó nhẹ để mình vận chuyển đi bán nó dễ hơn sau đó mình vũ các cây con này ra hồi trước mình để cột một mối dây cột dính hai cái cây đây lại bây giờ mình cột tiếp hai mối dây nữa cho nó chặt hơn hai mối dây cách nhau khoảng tầm một phân đi cái mối dây cũ mình khỏi cắt luôn và hai cái mối dây bây giờ mình cột mình để luôn sau này nó thắt vào trong thịt nó thì thịt nó tự đùng ra sau này nó sẽ tạo cái chỗ đó nó đùng cái khối u lên chỗ đó thì cái gốc nó càng nhanh to hơn cái đế càng nhanh to hơn. Xong một mối dây, giờ cột mối dây thứ hai. Rồi mình lấy cái chai rác thải nhựa mình cắt ra thành nhiều miếng nhựa hình chữ nhật. Sau đó mình cầm miếng nhựa hình chữ nhật, cái mặt mà cái mặt dài của hình chữ nhật á là mình để thành cái mặt tiền. Sau đó mình đặt cái miếng nhựa nó nằm bằng với cái mặt đất rồi mình để cái cây lên đó. Mình có thể để cái cây nó nghiêng qua bên trái hoặc là qua bên phải. Bởi vì đây là mình đang tạo cái mặt tiền cho cái cây cho nên mình đứng hướng này. Còn cái bộ rễ của nó thì mình sẽ, nếu mình đặt cái cây nghiêng qua bên trái thì mình để cái bộ rễ nó qua bên phải. Còn mình đặt cái cây nghiêng qua bên phải thì mình để cái bộ rễ qua bên trái. Tức là cái cây sau này nó có cái mặt tiền, cái bộ rễ nó qua bên trái hoặc bên phải thì mình nhìn vào nó là đẹp hơn là cái rễ nó qua hướng bên kia hoặc là cái rễ nó về cái hướng của mình đây sau đó mình cột ngay vị trí cái gốc của cái cây với cái miếng nhựa lại rồi mình uống những cái rễ y như theo ý của mình rồi bắt đầu mình cột lại dính lại cái rễ thứ hai đây thì mình quật ngược trở lại về hướng gốc rồi cũng cột dây lại luôn Còn cái rễ thứ ba mình cho nó ngỏng keo lên trời Sau đó mình bị cong xuống Quập xuống dưới cái miếng nhựa luôn Rồi cột nó lại luôn Mình xây sang mình nhìn cái hướng này Là cái hướng không phải mặt tiền Mình nhìn thấy ba cái rễ nó banh rộng ra quá Thì như vậy thì khi mình ở hướng mặt tiền mình nhìn tới Thì mình sẽ thấy nó xấu hơn Cho nên mình có thể mình bóp ba cái rễ đây sát lại với nhau một tí mình cột lại mình đặt cái miếng nhựa ở chỗ này là để ba cái rễ mà mình mới uống sau này nó trở thành ba cái rễ chủ lực nó tạo thành cái bộ đế của cái cây chứ nếu mình không đặt cái tấm nhựa chỗ đây thì ba cái rễ đây sau khi mình bẻ quập xuống có khả năng là nó sẽ phát triển chậm mà những cái rễ nó nứt mầm từ ba cái rễ này ở phía bên trên á nó phóng xuống nó rất là mạnh nó phóng xuống mà nó không có cái tấm nhựa là nó phóng thẳng xuống luôn là sau này nó trở thành cái rễ to và cuối cùng cây mai của ta nó có mấy cái rễ to thẳng tưng phóng thẳng xuống đất còn ba cái rễ mà ta uống thì nó cứ nhỏ tẹo cho nên mình đặt cái tấm nhựa đó thì những cái rễ ở phía bên trên tấm nhựa đó nó nứt ra nó phóng xuống nó sẽ yếu và khi nó yếu thì ba cái rễ mà mình uống kia nó sẽ mạnh mà nó mạnh là sau này nó trở thành ba cái rễ to luôn như vậy nếu ta, nếu mà ta uống đẹp thì sau này ta có ba cái rễ to đẹp luôn đây là mình uống cái kiểu đơn giản cái cây cho nghiêng qua bên phải còn bộ đế nghiêng qua bên trái bộ đế nghỉnh lên trên keo rồi quụp xuống chứ còn các bạn uống các bạn có thể cái cây ở giữa các bạn uống bộ rễ qua hai bên bên trái bên phải và qua bên trong sau hoặc ra phía trước mặt chúng ta thì đều được hết nha. Đó là tùy các bạn thôi nha. Rồi ta đặt nó vào cái chậu nghiêng như thế này cho nó lồi cái bộ đế lên. Cái đoạn rễ cuối của ba cái rễ hồi nãy mình lấy cái tay mình đỡ cho nó nằm phía dưới cái miếng nhựa cho cái hướng nó xuống thẳng dưới đáy chậu. Rồi mình lắp chất trồng vào. Cái cây nhỏ mà mình đang cầm cái tay đây là hồi nãy mình cột cái cột cái dây xuống mình giữ cho nó cong qua hướng bên phải để sau này mình dễ uống nó qua hướng bên phải. Còn cái cây lớn mình để quấn cái dây nhôm nhỏ. Bây giờ nếu ta xác định sau này ta chơi một cái cây cây mai to khổng lồ thì cái cây lớn đây bây giờ ta chỉ uống nó cong sơ sơ thôi. Còn nếu muốn có cái cây hơi lớn thì ta uống nó cong hơn một tí nữa. Còn muốn cái cây nhỏ hơn thì ta uống cong hơn nữa. Còn muốn cây mini thì uống cong hơn nữa. Các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bạn nào đã đăng ký rồi thì đừng bấm đăng ký nữa nha. Như vậy mình đã uống rễ tạo đế. Còn cái phần thân xác cái bộ đế thì ta uống cơ bản một đường cong đầu tiên như vậy thôi, rồi sau này thế mé thế nào thì ta từ cơ ứng biến tiếp nhất đế nhì thân tam cành tứ giống có nghĩa là quan trọng nhất là bộ đế rồi sau đó mới đến thân, mà cái thân thì ta đang ở hướng này ta nhìn vào thì ta nên uống cái đường cong đầu tiên của nó là qua bên trái hoặc là qua bên phải, chứ ta đừng có đánh cái đường cong nó vô trong thì nó không đẹp bằng còn đánh cái đường cong nó về hướng cái mặt của ta thì nó lại chỏi vào mặt của ta, nó là kỵ mất. Đúng ra mình làm cái cây đây vào cái thời điểm Tết là bữa trước lá nó còn già. Là mình làm là mình không cần phải mang nó vào trong mát luôn. Chứ bữa nay nó đã ra lá non rồi thì sau khi mình làm thế này, mình phải mang nó vào để trong mát. Giờ mình hò nước antonic tưới lên lá thân rồi tưới ướt hết cái bầu chất trồng trong cái chậu đây là xong. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.